Ngay sau khi bão số 8 đi vào đất liền và tan dần ở các tỉnh Trung Bộ, thì nhiều khả năng sẽ có bão số 9 đi vào Biển Đông. Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra tại Hà Nội chiều 23 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo về khả năng xuất hiện bão số 9 hướng vào Trung Bộ ngay sau cơn bão số 8. Cụ thể, ông Mai Văn Khiêm cho biết, ở vùng biển Philippines xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới, dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong những ngày tới, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Dự báo bão số 8 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ đêm 24 và ngày 25 tháng 10. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong buổi sáng ngày 25 tháng 10, sau cơn bão số 8 tan đi, thì đến chiều cùng ngày, Trung tâm sẽ phát bản tin cảnh báo về bão số 9. Cũng theo ông Khiêm, nếu cơn bão số 9 đi vào Biển Đông trong những ngày tới, thì miền Trung trong tháng 10 liên tiếp hứng chịu 4 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới. Đây cũng là hình thái thời tiết lặp lại như tháng 10 năm 1983. Các tỉnh miền Trung cũng đón liên tiếp 4 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới. Đây cũng là năm miền Trung có mưa lũ kéo dài, diễn biến rất phức tạp. Trong chiều 23 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã phát đi thông báo tin bão khẩn cấp về cơn bão số 8. Hồi 16 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức là từ 115 đến 150 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 260 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão ở cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 100 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 115 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão nằm ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 104,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Từ tối 24 tháng 10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm 24 tháng 10 đến sáng 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt. Bác Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về đường đi của cơn bão này ở các bản tin sau.